Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây lựu đỏ Ấn Độ nha bà con. Trước màn hình đây là cây lựu đỏ Ấn Độ nè, quý bà con chúng ta thấy không ạ? Cây 6 tháng nha, mà trên cây đang hoa. Đây, đang hoa rất là nhiều nha bà con. Bạn này đang chuẩn bị tưởng thành trái rồi nè. Lựu đỏ Ấn Độ thì trồng rất là nhanh cho trái nha. Ly thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều. Lựu đỏ Ấn Độ quý bà con chúng ta trồng đất tầm khoảng là từ 10 tháng thì bạn này bắt đầu ra trái bói. Trồng chậu á 12 tháng nha bà con. Cây lựu đỏ Ấn Độ hoa với trái lựu đỏ Ấn Độ thì nó sẽ cho quanh năm nha bà con. Nó thay phiên nhau ha. Chúng ta thu hoạch được cái lứa trái này nè thì nó sẽ nối tiếp theo là những cái đợt trái tiếp theo nữa nha bà con. Cây 6 tháng tuổi đang phát triển rất là mạnh nha. Tuy nhiên quý bà con chúng ta cần lưu ý ha, khi mà cái cây nó đang hoa như vậy nè, chúng ta nên bỏ những cái cành giống như là cái cành phượt nè ha. Những cái cành phượt, những cái cành mà không cần thiết nè. Anh quay sát giùm em nè. Quý bà con chúng ta thấy không ạ? Những cái cành này nè, đó. Những cái cành này là những cái cành không ăn trái nha. Chúng ta phải cắt bỏ ngay từ đầu để cạnh tranh dinh dưỡng với cây chính, nó sẽ hút dinh dưỡng, nó sẽ không có nuôi được những cái hoa hoặc là những cái trái của chúng ta nha. Nó rất là dễ làm cho cái cây của chúng ta nó rụng bông rụng trái nha bà con, tại vì cái cây này nè nó hút rất là nhiều chất dinh dưỡng trên cái cây. Nè, quý bà con chúng ta thấy không? Những cái nhánh phướng như vậy nè. Nó không có cần thiết nha, chúng ta phải cắt ngay từ đầu. Cây lựu đỏ Ấn Độ trồng xen canh với thanh long nè, xen canh. Đó. Thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái cây lựu đỏ Ấn Độ 6 tháng tuổi phát triển như thế nào ha. Đây là những cái hoa nè quý bà con chúng ta thấy không ạ? Lựu đỏ Ấn Độ thì ăn nó rất là ngon nha bà con, nó giàu vitamin nữa ha. Cái hoa nó cũng rất là đẹp, nó cho quanh năm. Chúng ta cũng có thể là thích hợp để trồng vườn, cây ăn trái nè, hoặc là trồng bonsai, trồng chậu, đặc biệt là trồng kinh tế ha bà con. Giá hiện tại thì cũng rất là cao nha. Thay vì chúng ta đi ra chợ chúng ta mua là lựu Việt Nam nè, lựu Thái nè ha. Lựu giống như là lựu Trung Quốc cũng có luôn nha bà con. Thì chúng ta cũng có thể là tự trồng ở nhà một vài cây để chúng ta có trái ngon chúng ta ăn nha. Lựu đỏ Ấn Độ thì ăn rất là ngon nha bà con. Ở trong ruột thì nó cũng màu đỏ, giống như là đỏ đậm luôn nha. Ở ngoài da thì nó cũng màu đỏ đậm, nước nó rất là nhiều. Cái hạt nó rất là mềm luôn, ăn rất là ngon. Nên Ly cũng thường xuyên cập nhật cho quý bà con chúng ta nào thích trồng lựu, trồng vườn, trồng kiểng, đặc biệt là trồng kinh tế thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống lựu đỏ Ấn Độ nha bà con. Lựu đỏ Ấn Độ thì quý bà con chúng ta nhìn kỹ ha. Khi bạn này đi cơi đi đọt thì nó sẽ ra sắc tố màu đỏ giống như vậy nha bà con. Đó. Hàng bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống cho anh luôn nè. Anh trồng nay 5 tháng, cây phát triển rất là mạnh. Đã, có những cái cây đang cho trái luôn nha bà con. Cái này thì phải lãi bỏ bớt. Lựu đỏ Ấn Độ thường thường thì nó sẽ đi ba cái bông song song như vậy, nhưng mà hai cái bông kế bên đây là hai bông đực rồi. Nó chỉ có bông chính giữa là bông cái thôi. Đây. Đó. Giống như vậy nè, thì chúng ta lãi bỏ hai cái bông kế bên. Cây khá là đẹp rồi nha bà con. Khu vườn của anh cây nào cây nấy cũng phát triển đồng bộ như nhau hết nha. Không riêng về cái cây này nha bà con. Ly sẽ đi cây tiếp theo, quay cho quý bà con chúng ta cùng xem nè. Hoa rất là nhiều, sắc tố màu đỏ đỏ rất là đẹp nha bà con. Trồng phong thủy nó cũng rất là may mắn luôn. Cái hoa này chuẩn bị tưởng thành trái rồi nè. Trồng xen canh với thanh long nha bà con. Đây, cây tiếp theo đây. Đó. Quý bà con chúng ta nhìn thấy kỹ chưa ạ? Lựu đỏ Ấn Độ thì quý bà con chúng ta trồng thì chúng ta phải lên mô nha bà con. Chúng ta phải lên mô. Tại vì cây lựu nó không có chịu ẩm ướt á, chịu khô ráo nha. Khi bạn này mang trái thì chúng ta hạn chế tưới nước nha bà con. Thậm chí có những cái khu vườn bên trung tâm cây giống tư vấn cho chủ đầu tư á, thì chỉ tưới phun sương á, tức là phun sương ở trên phun xuống ha. Tưới qua lá, tưới qua trái thôi, để cho quang hợp qua lá thôi ha bà con. Hạn chế tưới rốc, nó sẽ dư nước, nó làm cho cái trái của chúng ta nó sẽ bị thâm, thậm chí nó sẽ bị nứt trái, thậm chí nó sẽ bị rụng trái luôn nha bà con. Cây đang phát triển rất là mạnh. Cây này cũng có những cái nhánh phướng nữa nè. Đó quý bà con chúng ta thấy không ạ? Đây, hai cái nhánh này nè. Đó, hai cái nhánh này là hai cái nhánh phướng đây. Chúng ta nên cắt bỏ ở đây. Rồi cắt bỏ những cái nhánh này luôn, những cái nhánh không cần thiết nè. Đây. Cũng có rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly đi vườn cũng không đem cái đồ nghề theo nữa để Ly hướng dẫn cho quý bà con chúng ta đi chăm sóc vườn ha bà con, tạo tán cho cây luôn để cạnh tranh dinh dưỡng với những cây chính. Rồi tới cây tiếp theo nữa nè. Rất là nhiều luôn. Lựu thì rất là dễ trồng nha bà con. Miền Trung, miền Nam, miền Bắc thì chúng ta cũng có thể trồng được cái cây lựu đỏ Ấn Độ này. Đó.
chuẩn bị đậu trái rồi. Bạn này thêm 2 tháng nữa thì bắt đầu đậu trái nha bà con. Tại vì cái cây nó phát triển mạnh, chưa đủ tuổi, chưa đủ tuổi để mang trái, mới có 5 tháng thôi. Nhưng mà quý bà con chúng ta nhìn cây phát triển rất là sum xuê nha. Trong đây ra nguyên một chùm bông luôn nè, quý bà con chúng ta thấy không ạ? Khi mà ra trái thì cái trái nó thòng thòng xuống, nhìn nó rất là cưng, nhìn nó rất là đẹp luôn nha bà con. Tôi sẽ quay tổng quan cho quý bà con xem cái cây lại một lần nữa. Rồi tới cái cây tiếp theo nữa nè. Vùng này là vùng đất Long An nha bà con. Ở ngã ba Hòa Tịnh đi vô, anh trồng thanh long ruột đỏ nè, anh xen canh là cây lựu đỏ Ấn Độ vô. Cây nào cũng như cây nấy hết, phát triển rất là đẹp. Cây này cũng rất là nhiều nhánh phướng nha. Để tí xíu Ly sẽ hướng dẫn cho chủ vườn cắt những cái nhánh phướng bỏ để tập trung nuôi trái nha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được đồng hành và phục vụ cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục đi vườn để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về cách chăm sóc cây lựu đỏ Ấn Độ nha bà con. Bye bye.